Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Canh bạc của Phạm Nhật Vượng trên sàn Nasdaq. Báo Đất Việt ngày 14 tháng 8 có đăng bài phân tích của tác giả Jack Hammer Nguyễn về việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, hình ảnh bài viết trên báo Đất Việt. Theo đó, trong tuần lễ thứ hai của tháng 8 năm 2023, VinFast dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ vào ngày 15 tháng 8. Đây là thị trường chứng khoán có nhiều công ty kỹ thuật cao. Tác giả cho rằng tin VinFast vào được Nasdaq là rất đáng phấn khởi. Lý do là từ Nasdaq, VinFast có cơ hội thu hút rất nhiều tiền vốn tính bằng đô la Mỹ. Tiếp đó với số tiền ấy, công ty sẽ phát triển đủ thứ, nào mở rộng sản xuất, đầu tư nghiên cứu, vân vân một dòng chảy của cải chảy ngược về quê hương Việt Nam dưới dạng tiền lời, công việc làm, góp phần làm cho đất nước thịnh vượng, giống như bao sự thịnh vượng ấy từ Samsung, Toyota, chảy về Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời hơn 20 năm trước, nó cũng dần quen thuộc với cư dân thành thị Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với đại đa số dân chúng Việt Nam, cũng như ở Mỹ, đó vẫn là thế giới xa lạ thật sự không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ là mấy tác giả nhận định trong vòng mấy chục năm vừa qua người ta chứng kiến sự lũng đoạn của đám tài phiệt trên thị trường chứng khoán và không ít lần nó bị sụp đổ người ta đoán già đoán non giá tương lai của các công ty rồi mua bán với nhau giá trị tương lai đó và đây là một canh bạc với những kẻ có tiền họ những kẻ có tiền có thể tung tiền lớn vào một công ty mà thực ra chẳng có giá trị tương lai nào đẩy giá nó lên làm đám dân chúng ít tiền chạy theo rồi sau đó là có thể bán đi với hàng loạt khi giá còn cao lấy lời bằng tiền mặt hãy hình dung một tiệm vàng nào đó ở khu chợ vườn chuối người chủ tiệm lúc nào cũng đang nắm đằng cán anh bán tôi mua anh mua tôi cũng bán và lúc nào tôi cũng có lời và thế là một phần của thị trường chứng khoán đã trở thành một sới bạc trong sới bạc đó có những gã có khi là ả giỏi mồm giỏi miệng đưa công ty của mình lên sàn mà thực lực thì không có gì cả, giá trị tương lai được tuyên bố vung vít, thực sự là lừa đảo. Vì thế thị trường chứng khoán cũng đề ra nhiều cách thức kiểm soát gắt gao để phòng sự lừa đảo ấy. Hình ảnh tổng giám đốc VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đứng trước một mẫu xe VF9 tại một triển lãm xe ở Las Vegas tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 1 năm 2022. Có những công ty cố sống cố chết leo vào thị trường chứng khoán để vượt qua những kiểm soát gắt gao của thị trường chứng khoán, họ phải đi đường vòng qua những công ty bán tên trung gian, đi đường vòng, nhưng thực ra nói theo ngôn ngữ cộng sản là đi tắt đón đầu. Trong những tay cố sống cố chết đó dĩ nhiên có đại gia Việt Nam Phạm Nhật Vượng rõ là vượng muốn huy động vốn cho lẹ bằng tiền của người mỹ ông muốn đánh bạc với các tài phiệt trên sới bạc thị trường chứng khoán nhưng nói đi cũng phải nói lại là với sự huy động vốn đó biết đâu ông tập trung phát triển nhà máy của ông tại hải phòng mà cho đến nay chẳng thấy hoạt động gì cả biết đâu ông tập trung nghiên cứu sản xuất pin cho xe điện tại quê hương hà tĩnh của ông tạo ra hàng ngàn công việc làm biết đâu với nhiều tiền mỹ như thế ông hạ giá các căn hộ cao cấp của mình để cho người nghèo thành thị việt nam công nhân gốc nông dân từ quê mới lên vào ở bao nhiêu cái biết đâu ấy chưa thấy đâu mà lại thấy các ông tổng thống mỹ thống đốc north carolina hoan nghênh ông vượng tạo việc làm cho hàng trăm hàng ngàn người mỹ qua dự án nhà máy xe điện của ông ở north carolina số của cải đồ sộ của phạm nhật vượng đưa ông lên thành một trong vài tỷ phú đô la người Việt là tiền bạc ông thu từ việc mua rẻ bán đất đất đai là chủ yếu nói chung là tiền mồ hôi nước mắt của nông dân công nhân Việt Nam trong mấy chục năm công nghiệp hóa chưa đầu vào đầu của Việt Nam thế nhưng có lẽ ông đang muốn chơi bạc với người Mỹ thay vì đầu tư tạo việc làm cho dân Việt Nam điều trớ trêu là Việt Nam Cộng sản này lại thích đánh bạc với bọn tài phiệt hơn với một loại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Nguyễn Phú Trọng, trong đó tư bản vượng vinh thích đánh bạc hơn là làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin canh bạc của Phạm Nhật Vượng trên sàn Nasdaq, kỳ tích Hàn Quốc. Bài viết của tác giả Thái Hạo về sự phát triển của Hàn Quốc được đăng trên báo Tiến Dân ngày 11 tháng 8. Hình ảnh các tập đoàn gia đình trong nước như Hyundai, Samsung và LG được chính phủ hỗ trợ tích cực để cạnh tranh toàn cầu. Cho đến nay, rất nhiều người thường hay nói và tin một cách đinh ninh rằng Hàn Quốc hóa rộng là nhờ bê nguyên bộ sách giáo khoa của Nhật Bản về dịch và học. Liệu có đúng và đơn giản như vậy? Sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, Hàn Quốc rơi vào tình trạng đói khổ và tự hậu bậc nhất thế giới thu nhập bình quân đầu người chưa tới 100 USD một năm. Bộ đất nước nhếch nhát, tối tăm vật vạ. Trong hoàn cảnh đó, tướng Park Chung Hee đã ở đảo chính và lên làm tổng thống, thực hiện những cải cách dữ dội về kinh tế, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi vũng lầy. Tuyên bố trước 20.000 sinh viên Đại học Seoul, ông nói, toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng, tù như không có ngày mai. Trong vòng 5 năm, phải cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn nói là làm những quyết sách lớn được ban hành, ông biến cả đất nước thành công trường và nông trường, làm việc, làm việc và làm việc, không có chỗ cho hưởng thụ thuốc lá ngoại và cà phê thì bị cấm. Mỗi tuần nhịn ăn một bữa, Tivi chỉ phát những chương trình dạy làm giàu, vân vân. Với sự quyết đoán, bằng một tầm nhìn và tài năng vượt trội, sau gần 20 năm, Park Chung-hee cùng đồng bào mình đã lột xác Hàn Quốc biến quốc gia nghèo đói này trở thành một con hổ ở châu Á khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng và kinh ngạc. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật về Park Chung Hee và kỳ tích sông Hàn. Bê sách giáo khoa của Nhật Bản về, đó chỉ là một thứ thần thoại do những người Việt Nam quá tin vào sức mạnh ảo ảnh của giáo dục trường học tạo ra. Chính độc tài kiểu Park Chung Hee đã góp phần đắc lực khiến Hàn Quốc phát triển. Tuy nhiên, đó là thứ độc tài dân tộc lấy lợi ích quốc gia là mục đích tối thượng chứ không phải là độc tài phe nhóm. Nó không phải là chỉ hà khắc với dân chúng mà còn sắc máu với chính quan chức trong bộ máy, bắn bất cứ kẻ nào dám ăn cắp một đồng của công. Điều này mang đến sự phát triển thần kỳ về mặt kinh tế, tuy nhiên chính cha đẻ của nó lại bị căm ghét và bị giết chết bằng một phát súng vào năm 1979, không phải vì vô ơn Người ta giết Bác Trung Hy vì khao khát được làm người. Hình ảnh tổng thống Bác Trung Hy Dưới thời cai trị của ông, người dân phải làm việc như những người lao động khổ sai với 12 tới 14 giờ mỗi ngày nhưng phải sống kham khổ với đồng lương mạt rệp, mọi quyền con người đều bị rẻ rúng, bất cứ ai khác ý kiến với chính phủ đều bị đàn áp không thương tiếc. Cảnh sát mang thước ra đường, đo tóc của người dân và cắt phăng Phụ nữ bị đối xử thô bạo nếu dám cả gian mặc váy. Sự bóp nhạc và đàn áp của bác Trung Hy còn dấy lên đến mức có tính chất phát xít. Khi năm 1972, ông ban bố thiết quân luật và đưa ra hiến pháp mới chấm dứt bầu cử trực tiếp và chính thức tự suy tôn mình làm tổng thống trọn đời. Các quyền cơ bản như tự do hội hợp, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến đều bị cấm đoán và bị chà đạp tàn bạo. Dưới thời bác Trung Hy, quyền con người bị bóp nhẹt, tính nhân văn bị hủy hoại, ám sát ông và sau đó những cuộc đảo chính, biểu tình và bất ổn với máu và nước mắt khoảng 10 năm đầy sóng gió đã dần đưa Hàn Quốc thoát khỏi độc tài và trở thành một nước dân chủ. Tất nhiên, mọi việc không dễ dàng khi các đời tổng thống Hàn Quốc kể từ sau bác chung Hy, người thì đi tù, người tự sát, kẻ bị tử hình dường như hiếm có ai hạ cánh an toàn. Rốt cuộc là vì nỗi sợ độc tài và ám ảnh về một thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng vô nhân đạo của nền kinh tế chỉ huy do Bác Chuông Hy xây dựng. Bác Chuông Hy với 18 năm tại vị là một nhân vật lịch sử có công trạng to lớn, là tổng thống được biết ơn nhiều nhất nhưng cũng bị ghê sợ và căm ghét nhiều nhất. Huyền thoại về sách giáo khoa nên được cất đi và nhìn vào lịch sử Hàn Quốc với những gì đã trải qua để học lấy điều cần học và tránh những gì nên tránh phải tránh quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin kỳ tích Hàn Quốc quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d